Thời tiết nồm ẩm kéo dài và nhiệt độ thay đổi thất thường trong những ngày qua khiến người dân nhập viện điều trị các bệnh về đường hô hấp gia tăng. Tại bệnh viện Phổi Hưng Yên, số lượng bệnh nhân lên tới trên 170 người, tăng khoảng 20% so với mức trung bình các tháng. Bệnh nhân nhập viện chủ yếu do khó thở, suy hô hấp, được chẩn đoán mắc các bệnh như viêm phổi, phổi tắc nghẽn mãn tính, hen phế quản, giãn phế quản. Các bác sĩ cho biết, thời tiết nồm ẩm, độ ẩm tăng cao là điều kiện thuận lợi để virus vi khuẩn nấm mốc ký sinh trùng phát triển. Nhiều bệnh nhân bệnh phổi mãn tính với nền sức khỏe kém, cộng với yếu tố môi trường bất thuận khiến nguy cơ bội nhiễm gia tăng, cũng như kích thích các đợt cấp tính bệnh phổi xuất hiện trở lại. Một số bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện cũng xuất hiện các triệu chứng nghiêm trọng hơn khi thời tiết và nhiệt độ thay đổi đột ngột. Và với cái độ ẩm như mấy ngày trở lại đây thì kể cả những bệnh nhân đang nằm viện ở đây, thế nhưng mà nếu mà bệnh nhân không tuân thủ theo cái phác đồ hướng dẫn của bác sĩ thì cái triệu chứng vẫn có thể là gia tăng. Vì nhiều khi thời tiết như này nhưng chúng ta mở hết cửa ra xong rồi là đêm hôm chúng ta đi vệ sinh thì chúng ta lại đi ra ngoài chẳng hạn, lại hút điếu thuốc hoặc là chúng ta thay đổi cái môi trường đột ngột từ phòng ra ngoài, nó gây ra cái tình trạng là mặc dù có thể là vẫn đang nằm ở đây nhưng mà các cái triệu chứng thì đỡ rồi, xong lại có một cái đợt cấp tiếp trở lại. Để phòng tránh các biến chứng và thay đổi bất thường có thể xảy ra trong thời tiết hiện nay, người cao tuổi có các bệnh lý mãn tính nên sử dụng thuốc đều đặn, giữ ấm cơ thể và chú ý về chế độ dinh dưỡng hàng ngày, đảm bảo vệ sinh môi trường sống. Nên duy trì chế độ sinh hoạt khoa học, ngủ đúng giờ và đủ giấc, kịp thời thăm khám và điều trị khi xuất hiện triệu chứng bệnh.